em có rủ vợ em lên một cái quán pub của bạn em làm. Thì hai đứa lên đấy lại uống rượu tiếp. Trời ơi, lúc đấy em say mềm luôn, em không biết một cái gì. Từ quán nhậu trở đi là em không còn nhớ gì hết nữa. Cho đến sáng hôm sau mở dậy là ở trong phòng của chồng em. Cho đến sáng hôm sau mở dậy là ở trong phòng của chồng em. Wow. Cái ấn tượng đầu tiên sau cái buổi hẹn hò đầu tiên đấy làm em cảm thấy người đàn ông này là người mà em có thể tin tưởng được, đấy là buổi tối ngày hôm đấy mặc dù hai đứa rất say và cái cảm xúc nó dâng trào lên rất là nhiều, nhưng mà chồng em không hề động người vào người em một chút nào trong cái buổi tối ngày. Ông Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và không để mất thời gian của sự chờ đợi từ quý vị, Quốc Thuận xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp đôi số 1. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Xin chào hai em. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Vương Tuấn Minh. Em sinh năm 96 và em đang kinh doanh. Dạ. Còn em? Em tên là Tuyền và biệt danh của em là Maria Tuyền. Dạ, em cũng sinh năm 1996 ạ. Hai đứa bằng tuổi nhau. Dạ vâng. Hiện nay thì cũng kinh doanh với chồng và gia đình nhà chồng ạ. Em có thể bật mí chút xíu về cái công việc kinh doanh của gia đình mình? Dạ, công việc kinh doanh chính hiện nay của công ty là hàng xuất nhập khẩu ạ. Và hàng xuất nhập khẩu của công ty chủ yếu là hàng châu Âu và nhập khẩu chính ngạch độc quyền tại thị trường Việt Nam và thị trường châu Á. Rồi bây giờ kể cho Trình nghe đi, là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và ấn tượng gì về nhau? Dạ, cho em chia sẻ một chút là được đấy là trong đại dịch Covid lần đầu tiên, trong cái quá trình làm việc của em, tức là em làm việc nghề khác kiếm rất là nhiều tiền, nhưng mà vì đại dịch Covid nên là bị trì hoãn lại, cho nên em suy nghĩ là mình sẽ trở về cái công việc đầu tiên mà mình được học tập, đấy chính là học y và làm về da. Thì em có xin vào một cái spa, mẹ chồng lúc đấy mới khai trương một cái spa mới và em xin vào làm nhân viên thôi ạ. Những cái tư duy lúc đấy mà được nghe về chồng, được hình dung về chồng qua mẹ chồng kể ạ, là một người học giỏi này, thông minh này, có đầu óc kinh doanh, và lúc ấy em tưởng tượng là ông sẽ đầu to mắt cận này kia. Nhưng mà cái ánh nhìn đầu tiên khi gặp là trời ơi, xăm trổ, đội mũ, quần áo màu đen và trông rất là hầm hố, tức là khác hoàn toàn với tưởng tượng của mình. Lúc ấy có hơi sợ một xíu bởi vì không phải là một người như mình đã tưởng tượng và nó khác trái ngược hoàn toàn luôn, hơi sợ. Như là chủ tịch kể bao lâu thì mới gặp bạn này ngoài đời? Chủ tịch kể đâu đấy khoảng một tuần thôi ạ, tức là thời gian nó rất là nhanh, từ trong từ một tuần đến ba tuần thôi ạ. Tại vì lúc đấy là cơ sở mới khai trương và phải chuẩn bị setup rất là nhiều thứ. Thế cho nên là mẹ chồng nói chuyện với một người khác, nhưng mà có em ngồi ở đấy thì em có nghe được. Mục đích mẹ dựng lên chỉ là để mẹ cho tất cả các bác sĩ và các chủ spa được trải nghiệm cái sản phẩm mình mang từ châu Âu về. Chứ không phải mục đích kinh doanh là tôi bán hàng kiếm tiền trên dịch vụ đó. Đó, và mẹ chấp nhận đầu tư một khoản tiền rất là lớn mà mình thấy người chủ này có tâm quá. Và khi làm thì mình càng làm mình càng hiểu hơn. Nhưng mà trong các nhân viên mà làm việc ở đó thì là mình, tại sao mình lại để ý cô gái này? Thực ra thì em có biết đến vợ em từ trước đấy rồi. Nghĩa là biết trên đâu? Vợ em ngày xưa có làm review của một cái kênh trên YouTube. Thì em có một người bạn đến nhà chơi thì có giới thiệu cho em là có một cô này review tên lạ lắm. Thì lúc đầu thì em không có cảm tình gì nhiều, không có cái gì mà để mình ấn tượng cả. Thì nhiều khi mình cũng nghĩ là thôi mình gặp xem thử xem như nào, tại vì chưa biết người ở trên TV với cả người ở ngoài thì nó sẽ khác nhau như nào. Nên là em chủ đích em đến đấy để em gặp. Thế xong thì em thấy thế nào? Ra thì em thấy bình thường. Một người thì thấy đối tượng kia bình thường, còn người bên này thì thấy đối tượng này nó rất là khác thường. Vâng. Đúng không? Vậy thì sao? Sao mà đến với nhau được á? Dạ, tại vì là thật ra là em không có yêu chồng em ngay từ cái lúc nhìn đầu tiên hay là trong quá trình tìm hiểu nhau, không có yêu sớm đến như vậy. Mà thật sự là yêu mẹ chồng nhiều quá. Mẹ em mất từ khá sớm, cách đây 6-7 năm rồi, nhưng mà đến khi gặp mẹ chồng thì mẹ chồng luôn tạo cho mình những cái thứ cảm xúc rất là đặc biệt. Lúc ấy chưa phải là mẹ chồng mà chỉ là sếp, là chủ tịch thôi ạ, nhưng mà quan tâm đến mình rất đặc biệt. Và nhìn thấy cách của sếp quan tâm nhân viên, quan tâm khách hàng và dùng cái tâm để làm ăn, để kinh doanh, mặc dù nó khó khăn chậm, nhưng mà đâu đấy mình nhìn thấy cái sự lương thiện từ con người đấy. Và em nghĩ là nếu như mình lấy một người con của một người tử tế thì chắc chắn là cái người con này sẽ tử tế. Đó. Thế nên là khi mà mẹ đẩy thuyền cho hai đứa đến với nhau ấy thì... tức là chính mẹ là người đẩy thuyền. Dạ vâng, mẹ luôn tạo cơ hội cho hai đứa được làm việc với nhau. Kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tại vì ở gần nhiều cũng thấy là cô này cũng nhẹ nhàng, cũng hiền lành, tử tế.
Thì là nhiên bén đến lúc nào không biết. Vậy thì bao lâu thì hai đứa nó có buổi hẹn hò đầu tiên? Em nghĩ là sau khoảng từ lúc gặp nhau đến cái lúc đến buổi hẹn đầu tiên thì nó rơi vào tầm hơn một tháng. Không lâu thế. Còn đầu tiên đi chơi riêng với nhau. Còn những lần khác thì đều ở công ty, ở spa từ hết nên là không có thời gian. Đi đâu? Hai đứa đi đâu? Tại vì lúc đầu vợ em có hỏi em là em có uống được bia rượu không? Thì em cũng trả lời không thành thật cho lắm. Em bảo là em không uống được. Thì nghĩa là cái tâm lý của vợ em nghĩa là biết em không uống được bia rượu lại càng thích rủ mình đi uống bia rượu. Lần hẹn hò đầu tiên là em cho đi ăn uống các thứ, ăn uống bia rượu. Sau cái lúc ăn uống bia rượu thì em có rủ vợ em lên một cái quán pub của bạn em làm. Thì hai đứa lên đấy lại uống rượu tiếp. Trời ơi, lúc ấy em say mềm luôn, em không biết một cái gì. Từ quán nhậu trở đi là em không còn nhớ gì hết nữa. Cho đến sáng hôm sau mở dậy là ở trong phòng của chồng em luôn. Wow. Cái ấn tượng đầu tiên sau cái buổi hẹn hò đầu tiên đấy là em cảm thấy người đàn ông này là người mà em có thể tin tưởng được. Đấy là buổi tối ngày hôm đấy mặc dù hai đứa rất say và cái cảm xúc nó dâng trào lên rất là nhiều, nhưng mà chồng em không hề động người vào người em một chút nào trong cái buổi tối ngày hôm đấy để cho em ngủ. Tức là đến ngày hôm sau em dậy và em thấy là người đàn ông này rất là tử tế. Hay quá. Và sau buổi đó là càng càng thấy ngưỡng mộ hơn. Nhưng mà cái lần nó đi về rồi có mẹ ở nhà không? Thực ra là có. Lúc đấy là về cũng muộn lắm rồi nên là mẹ em cũng không biết. Nhiều khi mẹ biết mà thôi mẹ lơ luôn. Đúng như em nói ngay từ đầu chương trình là em rất yêu mẹ chồng, yêu trước khi cả em yêu chồng em. Mẹ chồng em có biết là em về đấy, về nhà chồng em với chồng em trước khi bọn em cưới đi trong nhà, mẹ rất ủng hộ và mẹ dạy bảo rất là nhiều, nhưng không như những người phụ huynh khác là mình cấm đoán hay mình miệt thị cái người phụ nữ đó hay là người con gái đó, nhưng đây là chỉ bảo làm thế nào để có thể hòa hợp được cả gia đình nhà em và cả gia đình nhà chồng em. Thật ra thì em là con gái, mẹ thì mất sớm, hai chị em thì ở riêng một nhà, bố thì ở nhà khác, cho nên là bố rất là chặt con, không muốn cho con đi chơi buổi đêm, buổi tối về muộn. Nhưng mà em đấy, được một lần thì sẽ có được lần thứ hai đấy ạ. Thế cho nên là khi mà đi được một lần thì cứ trốn bố buổi tối đi làm về 8 giờ sạch sẽ ăn cơm cho em ăn xong là 8-9 giờ là chồng em xuống đón đi lên nhà chỉ đi ngủ để sáng hôm sau đi làm thôi ạ. Và bố em không hề biết, cho đến một ngày bố em biết thì em rất là sợ. Em sợ lắm. Đến bây giờ kể lại mà tim vẫn đang thình thịch. Thế là sao hôm đó là bố biết rồi bố? Bố gọi điện ạ. Lúc ấy là chồng em vừa mới đón em lên xe máy đi được khoảng một đoạn rất là ngắn thì bố gọi điện: con đang ở đâu đấy? Con có ở nhà không? Mặc dù là bố đang ở nhà nhưng bố gọi điện như vậy bởi vì bố biết là em không có ở nhà. Thế nên là em rất là sợ, em phải nói dối là con đi ra ngoài, con lấy đồ này kia xong rồi con về luôn. Sau đấy là em lại phải đi về nhà. Chờ bố đi xong lại đi ạ. Bố thì bố vẫn không biết cho đến khi có bầu. Phản ứng của bố là sao? Em nghĩ là bố sẽ rất là sốc và bố cũng buồn lắm ạ. Tại vì em không phải là người dám nói cái chuyện này với bố lần đầu tiên vì em rất sợ, vì bố em rất là nghiêm khắc. Ngày hôm nay chắc nếu như bố có xem được chương trình này bố mới biết là em đi chơi đêm nhiều như thế. Lên nhà bạn trai nhiều như thế. Thế rồi sau đó thì là làm đám cưới luôn. Sau khi có bầu thì bọn em vẫn phải học giáo lý hôn nhân để được ăn hỏi trước thôi. Và bọn em mới cưới. Rồi khi mà chủ tịch biết tin thì sao? Chủ tịch biết tin thì lúc đấy em thấy thái độ của mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng bởi vì em nghĩ là mừng vì con trai mình đã có con và mình đã có cháu. Nhưng lại lo là không biết là con mình đã trưởng thành chưa để được làm bố làm mẹ. Và là bé là nay là mấy? Bạn được 15 tháng. 15 tháng. Con trai hay con gái? Con trai ạ. Con trai sung sướng lắm rồi. Dạ. Đùng một phát thì là thay đổi công việc, thay đổi vị trí. Đúng rồi. Đó, đang là nhân viên bây giờ chuyển thành coi như là dâu của chủ tịch. Thì không biết là cái cảm xúc của em á thì nó như thế nào? Có bị bên ngoài thị phi này không? Em thì em không quan tâm đến cái điều thị phi. Nhưng mà em nghĩ là có đấy. Chắc chắn là sẽ có bởi vì trong một tập thể có nam có nữ mà nữ nhiều hơn nam chắc chắn là sẽ có thị phi, nhưng em thì không quan tâm đến điều đấy. Em chỉ quan tâm là chồng em nghĩ gì về em, mẹ chồng em nghĩ gì về em mà thôi. Chứ em không quan tâm người ngoài. Nhưng mà em bị áp lực công việc. Lúc nào cũng phải trong trạng thái là phải cố gắng hoàn thiện nó một cách hoàn hảo nhất theo ý của mẹ mong muốn. Hoặc là mình phải làm thế nào để cho công ty phát triển lên, để cho mẹ đỡ phải đi làm nữa. Trời ơi, mẹ em năng động kinh khủng. Em đã rất năng động rồi nhưng mẹ còn năng động hơn em rất nhiều lần. Cho nên là mẹ giống như là một tấm gương ấy. Làm thế nào để em vượt qua được cái tấm gương đấy thì với em nó là áp lực rất là lớn. Mẹ năm nay là bao nhiêu rồi?
À, mẹ em sinh năm 66. À, thế là trẻ lắm ạ. Bằng tuổi chị à? Mẹ em là trẻ ngọ khỏe, năng động và mẹ em làm việc không có một ngày nghỉ luôn. Thế cho nên là con dâu rất là áp lực. Bính ngọ là như thế. Nếu mẹ không đi làm, mẹ sẽ không chịu được. Đúng đấy ạ. Đó, cho nên là mẹ sẽ hạnh phúc trong cái công việc của mình. Đó. Hoặc là chăm sóc gia đình, chăm sóc cháu thì bà rất là vui. Chứ bà mà nằm một chỗ là bà không có thích. Đúng rồi. Lúc đấy bọn em chưa có cưới nhau, mẹ em vừa nói một câu là mẹ cũng có con gái và con cũng có mẹ, nhưng mà duyên số của mẹ con mình gặp nhau. Cho nên là mẹ coi con như con gái của mẹ, và con cũng coi mẹ như mẹ đẻ của con. Và đấy cũng là cái câu nói mà khiến em nhớ suốt, nhớ có lẽ là suốt đời, để em cố gắng xây đắp và vun vén hạnh phúc gia đình. Và rõ ràng qua cái sự việc này chị có thấy rõ không? Là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là lựa chọn. Nhưng mà cái lựa chọn này á là mẹ chọn. Có một phần mẹ chọn trước. Và thật ra là mẹ cũng đang rất hạnh phúc, đúng không? Bởi vì cái lựa chọn của mẹ, lựa chọn con đã dâu tạo cho ra mẹ, hạnh phúc cho con. Đúng chưa? Cho nên cả ba đều đang tận hưởng cái niềm đúng rồi. Hạnh phúc đó. Đơn giản, hạnh phúc là lựa chọn. Rồi. Dở trang qua chương 2. Cái trang này hai vợ chồng sâu đẹp đôi quá. Anh chồng thì rất là hiền, không? Cô vợ thì cũng rất là ngoan, rất là giỏi và là hiền, xinh đẹp nữa. Thì chắc không có tật xấu gì đúng không? Tật xấu của chồng em từ khi cưới nhau về đến bây giờ thì có thể trong mắt của em, chồng em quá hoàn hảo. Cho nên là em không thấy có tật xấu, và chỉ có một cái vấn đề duy nhất, đấy là đàn ông thì sẽ có cái tật lười thôi. Cái đấy không thể tránh được. Không có một người đàn ông nào quá hoàn hảo cả, nên là em cũng không có cầu toàn cái việc đấy. Mình chỉ nói mưa dầm thấm lâu ạ. Cứ ngày này qua ngày khác, hy vọng là chồng mình trong tương lai gần sẽ chăm chỉ hơn thôi. Cứ bước chân ra ngoài đường là chồng em sẽ dầu thơm từ đầu xuống chân, bóng lộn lâu xuống chân. Nhưng mà về nhà thì có thể là cởi trần quần đùi, mà em thấy cái đấy là điều bình thường. Nên với em, chồng em không có tật xấu gì mấy. Đây là gọi là đa chồng đó, đã gọi là đa quá. Giống như đa con á, con làm gì cũng thấy thương á, làm gì cũng thấy ok. Mình phải giặt lá tìm sâu thôi, anh ấy có ghen không? Chồng em thật ra là không ghen, nhưng mà lại không muốn vợ ra ngoài đường ăn mặc hở hang. Và đây là cái cảm giác của em thôi, là không, chồng mình không muốn mình tiếp xúc với quá nhiều đàn ông. Sẽ dễ sinh ra tật hư gì đó, nhưng mà bản thân em cũng không thích lắm. Cho nên là chồng muốn sao thì em chịu vậy thôi. Ôi gì cũng đấy, có nó cũng bạo biện luôn. Bây giờ moi cái gì ra là hắn cũng biện bạo cho chồng hắn hết. Nói tóm lại là bây giờ em muốn chồng em thay đổi điều gì để chồng em trở nên hoàn hảo hơn? Trong mắt em thì em chỉ hy vọng và mong muốn là thứ nhất là chồng sẽ bớt lười hơn một xíu, không cần phải ngay. Thứ hai là em mong muốn là chồng sẽ cùng với mình phát triển công ty. Nó em thật sự em mong muốn nó vượt trội hơn nữa, bởi vì những năm qua Covid và sự ảnh hưởng nó quá khó khăn, doanh nghiệp nào cũng vậy ạ. Và đến cả gia đình mình cũng phải gồng gánh cho rất nhiều nhân viên cấp dưới, rất nhiều những người khác đang mong chờ vào mình. Nên là em chỉ hy vọng như thế thôi. Hy vọng nhưng mà đừng có quá gọi là áp lực lên. Đúng rồi ạ. Tại thực ra cho tới thời điểm này, các doanh nghiệp mà còn trụ được đã là thành công đấy. Vâng. Rồi, bây giờ tới em đó Minh. Về tật xấu của vợ em à? Đó. Đúng rồi. Vợ em ví dụ là mỗi lần mà thấy em lười các thứ ấy, vợ em nói nhiều lắm. Nói rất nhiều, ví dụ là kiểu một ngày có thể nói đến vài tiếng đồng hồ về một cái vấn đề mà em đang lười, em đang nằm, em không giúp đỡ vợ cái gì, vấn đề gì này, nói hoài, nói từng ngày. Nói mà mình phải làm đúng không? Nói đến mức mà mình kiểu phát điên lên. Cáu ạ. Nhưng mà vẫn không làm đâu ạ, cáu nhưng mà không làm đâu ạ. Làm cho có nhưng mà em vẫn phải làm lại. Ai cảm ràng, rồi có gì nữa? Không, nhưng mà thực ra thì vợ em không chia sẻ hết, tức là em không phải là không có tật xấu. Nhưng mà tật xấu đấy thì do bản tính là dễ cục tính. Tại vì bình thường hiền lành các thứ thì nó đi đôi với cả cục. Ví dụ mà vợ mà nói nhiều quá là em có thể em rất chi là điền, em bỏ ra chỗ khác hoặc em không làm gì luôn. Nhưng mà tại vì hiểu cái bản tính của mình là cục tính nên là em sẽ không quyết định hoặc không nói gì vào những lúc nóng tính. Đúng. Thực ra thì vợ em chỉ bị mỗi cái đấy thôi. Là càm ràm đúng không? Càm ràm nói nhiều. Có ghen không? Ghen thì sao lại không? Có chứ ạ. Tôi phán luôn, sao lại không? Cái mức độ như thế nào? Thực ra thì mình cây nó có 7 cấp độ thì ghen nó có mấy cấp độ nào? Ghen thì cũng cấp độ 5, cấp độ 6 gì đấy. Ôi trời ơi, là dữ. Nhưng mà em không để vợ em phải ghen bao giờ. Thực ra em hiểu tính vợ em là ghen nhưng mà toàn giữ trong lòng, nên là nhiều khi chưa chắc đã bộc lộ ra với mình đâu. Có thể nói với mình một cách gì đấy, nói bóng nói gió hoặc là rất nhẹ nhàng, nhưng mà thực chất ở trong người rất chỉ là đang khó chịu, ghen ngầm đúng không? Thế bây giờ mình muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thực ra em chỉ muốn vợ em nói ít lại những vấn đề mà em nói vậy thôi. Tức là vợ thì ước mơ là chồng bớt lười đi tí, bớt một ít thôi cũng được.
chồng thì lại muốn là thôi vợ đừng có nói mỗi khi tôi lười. Thật ra đây là một cái vấn đề rất là cái này nó tỷ lệ nghịch không lắm nói luôn thì, nhưng mà không nói thì làm sao cũng làm. Vâng. Nhưng mà với người đàn ông này á, người ta lại cọc ngầm nhá, cho nên là càng nói sẽ càng không làm. Vâng. Với lại anh chị chỉ cho em một cách bây giờ làm thế nào để không nói nhưng chồng em làm đi ạ. Những tin khó. Không phải đâu. Đến một lúc nào đó đó, bạn này là năm nay bạn sinh năm 96. Vâng. Với đàn ông trai là chưa phải là lớn, nhưng mà với phụ nữ thì là đã đến tuổi chín chắn rồi. Trưởng thành. Thành ra là cứ chờ bạn đi đến năm bạn khoảng 34 tuổi cơ. Lúc đó là lúc đó thực sự bạn trưởng thành cả về sự nghiệp lẫn gọi là cuộc sống. Vâng. Bạn này thuộc tiếp người đàn ông tự nhận thức, tự làm, tự sửa. Vâng. Đừng ai nói gì hết. Em cứ hết sức bình tĩnh cho vấn đề lười. Vâng. Ngay bây giờ mình có thể khắc phục được. Nếu như mình không làm, mình mệt không làm thì mình thuê người giúp việc. Vâng. Đúng không? Còn bây giờ cái việc này của bạn này là bây giờ bạn đang phải phấn đấu cho sự nghiệp. Thực ra cái bóng của mẹ là đối với cả hai đứa quá lớn chứ đâu phải là với một ai đâu. Vâng. Đúng không? Vì mẹ giỏi thật. Tại vì chị tin là mẹ em rất giỏi. Vâng. Thực sự những người Bính Ngọ giỏi lắm. Giỏi, giỏi. Em không giỡn mà. Chị à, em vẫn đi khắp thế gian em khoe về chị đó. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng nha. Ok. Rồi bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng trò chuyện với một cặp vợ chồng đầu tiên đến với chương trình Vợ Chồng Son của tuần này. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào vợ chồng này. Chào. Lời nói đầu tiên thì giờ cho phép con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thận và chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, chào con. Dạ. Mời hai con giới thiệu về mình. Dạ, con là tên là Trương Vinh, hiện tại là đang ở Thủ Đức. Con dạ. Làm nghề gì? Dạ, bình thường thì con kinh doanh sản xuất trà đồng nhỏ Kim Tiểu Long. Ồ, chú Thuận là đã từng đến gõ cửa thăm nhà chú Trương, chú Kim Tiểu Long rồi. Dạ. Và chú cháu mình đã gặp nhau, đúng dạ. không? Có nghĩa là con là cháu của chú Kim Tiểu Long hả? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà trước đây là con có tham gia đi diễn hay đi hát giống như là cậu dạ, Kim Tiểu Long không? Con thì con có làm một hai cái MV ở trên với lại kêu cái MV ca nhạc ở trên YouTube này kia. Hồi đó con cũng có học cô. Mà cô chắc không nhớ con đâu. Ủa con học khóa mấy? Con học K5. Ôi trời ơi, K5 là lâu lắm rồi đó. Lâu lắm rồi. Con biết sao cô không nhớ con không? Sao? Con học 3 tháng hết tiền nghỉ. Con học 3 tháng hết tiền nghỉ. Rồi xong rồi qua bên sân khấu của bên Tây Quốc Tạo dạ. đúng không? Đó. Dạ, rồi giờ học còn học bên bản không? Dạ không, con nghỉ 3 tháng hết tức tiền rồi. 3 tháng là từ chỗ của chị đã nghỉ rồi. Mình có đi hát không vậy? Con chỉ làm MV trên YouTube thôi à. Thôi sẵn hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son thì con có thể góp vui bằng một cái câu hát nào được không con? Hát giao lưu đi con. Để con thử làm sao. Bắt đầu. Dạ. Thiền hoa mình đi trên sông rộn ràng như là xuân sáng. Đông vui họ hàng cô bác bao câu chúc dành cho đôi mình. Giặt cô dâu trông thật xinh đi theo anh về dinh. Anh hứa không thay lòng yêu em như lúa yêu đâu. Hay quá. Nhưng mà hơi cung nghe thương. Anh thôi là cái thần thái thôi. Dạ. Rồi, vậy là năm nay con nhiêu tuổi nè? Dạ, năm nay là con 27 tuổi. 27 tuổi. Rồi, mời con. Dạ, lời nói đầu tiên con xin được chào cô Hồng Vân. Con xin được chào chú Quốc Thận. Con tên là Hàng Thị Hồng Lan. Năm nay con 33 tuổi. Con đến từ thành phố Thủ Đức. Đã gặp là... nhau rồi. Ừ, nhưng dạ. mà vậy là con làm gì? Hiện tại thì con vẫn còn làm bên quản lý cái app livestream. Dạ. Giỏi vậy? Dạ. Ồ, thì cái mối tình mà chị em nó bắt đầu như thế nào? Lần đầu tiên các con gặp nhau ở đâu? Dạ, lần đầu tiên thì con gặp ở bên gần nhà vợ con nè. Dạ. Cái này chắc để vợ kể trước thì nó đó. Hay hơn. Cái lần mà gặp đó là vô tình là cái mùa đó là mùa dịch. Thì có một số anh em ca sĩ không có đi hát được. Thì mới đăng ký con làm trên cái app live stream đó. Vô tình có một cái chị ca sĩ đó chỉ làm cho con. Thì con mới đi vô trong xem chỉ like. Thì chỉ like chỉ lại là bạn của cậu Kim Tiểu Long. Đó thì đi chung với lại cậu để live stream. Thì khi mà chỉ live stream thì con đi vô đó con coi cái idol của mình like như thế nào. Thì vô tình mới gặp cái anh này, anh cứ đưa cái đầu đưa lên đưa xuống thập thò thò gì đó. Con thì ghét mắt. Rồi lý la lý lắc. Thì ghét đúng không? Dạ lý ghét lắm. Mà mình thường thì không có thích trai trẻ. Cứ vô tình vậy cứ chọc qua chọc lại vậy đó cô. Làm sao qua được cái câu nói của ông bà mình, ghét của nào trời trao của nấy. Dạ đúng rồi đó. Cái câu bây giờ mình xem có cái phần của này họ trao làm sao nè. Còn con sao con gặp bạn này có ấn tượng như bạn không? Gặp thì hai đứa cũng ngại lắm, không có dám nhìn nhau luôn. Xong rồi cái... Thôi giờ kể.
sang ngày hôm sau á thì anh này ảnh mới gọi điện nhắn tin cho con, nhắn tin Facebook. Tại vì cái chị kia ra chị giới thiệu là anh này bạn này là cháu của Kim Tiểu Long nè, hai đứa kết bạn làm quen. Mới ra thì ngày hôm sau mấy anh này mới con vô con bấm like, con coi lướt vô Facebook con coi sao thì thấy chụp hình, cái con bấm like, con kêu trai đẹp. Nghĩ là mình trước, chồng con trước mà. Thì ra ngày hôm sau thì anh ấy mới gọi điện cho con hẹn gặp. Nhưng mà con không có thích gặp, tại vì con lo con làm không mà con không thích đi gặp ai hết trơn á. Chị idol đó là hỏi hẹn đi đi ăn chè thì nó ok, nếu mà chị đi thì chị rủ luôn cái bạn đó đi đi. Tại vì có gì đi chung mà mình cũng sợ đỡ sợ bị lừa bị gạt gì đó, với lại mang cái mác là cháu của Kim Tiểu Long nữa thì chắc là không lừa gạt gì đâu, nên thử gặp coi làm sao. Gặp xong rồi là tự động cái mình thích sao đó, không biết trong lòng của mình rất là rạo rực. là thích đó thì con nghĩ cái gì cũng là một cái duyên đó. Là con không có khe cái vụ mà lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái lần đó gặp là con xưng mẫn gì? Cũng em. Cũng hỏi tuổi. Bạn này đã xác định từ đầu luôn là cái đối tượng này mình cần phải tấn công đó. Như là cái gu của con là phải lớn tuổi hơn. Rồi bây giờ lần đầu đi ăn đó là đi ăn gì? Dạ đi ăn ốc, ăn hải sản. Ăn mà ngồi gần vậy này không dám nhìn mặt nhau luôn. Rồi cũng không nói chung là run lắm, không có nhìn không gì hết trơn, chỉ nói chuyện với cái chị idol đó thôi. Qua ngày hôm sau cái con đang đi tập gym ở phòng đó, cái cậu nhắn tin, nhắn tin cho con là ngủ đi uống cà phê. Cái nó thôi vậy mình đi xe Honda đi hé để mình hóng gió. Tại vì nhà con ở quận 9, nhà của vợ con thì bên Tuốt Bình Tân lận. Thì mỗi đứa đi nửa đường thì tới quận 5 là có quán cà phê Đà Lạt phố đó, thì vô đó uống cà phê. Rồi xong uống cà phê xong đứa thì làm rớt cái ly, đứa thì làm rớt cái muỗng gung. Không biết sao gung mà nói cho con đâu có vụ mà gặp gái mà gung dữ vậy. Cái hồi cái ăn uống xong rồi cái đền cho người ta cái ly với cái đền cho người ta hết cái ly nữa. Rồi xong rồi cái chở bỏ cổ đó xong cái con chạy ra Nguyễn Trãi, con mua thêm cái nón bảo hiểm 40 ngàn, là tốn thêm 40 ngàn tiền cái nón bảo hiểm nữa. Con chở có qua bên ngay chỗ hầm Thủ Thiêm mà mới lúc đó mới có 8:30 à, chở vừa qua tới hầm cái cầu quận 2 á, bắt ngang á là nó chết em ơi. Hỏi sao vậy anh? Bây giờ hầm nó đóng cửa rồi, giờ mình qua không có được nữa. Bây giờ mình không có đường về. Bây giờ chỉ có nước mình cũng khách sạn thôi chứ mình không có làm gì được. Có đâu biết đâu, đó chỉ có trong nhà không mà có ít ra ngoài đường lắm. Có không biết là hầm đóng cửa giờ nào. Cái người hồi con nói chết cha, mình nói vậy rồi ở đây vòng vòng đây mình đâu có biết khách sạn nào mình vô. Cái chạy qua bên mình biết cái khu Trung Sơn khách sạn nhiều lắm. Cái mình chạy ngược qua hầm, ủa anh ơi sao này, cái hầm chạy qua được rồi. Thì chắc nãy giờ chắc bữa nay nó đóng cửa hơi trễ. Cái cổ cũng tin, cái chạy qua bển cái ủa sao cái khu này sao nãy giờ em thấy toàn là khách sạn không nhanh. Tại vì bản nào nó cũng để khách sạn hết trơn á. Cái kêu vô á, thôi cũng vô rồi. Cái kêu hoài cũng không vô, dụ con thôi giờ mình về nhà em đi. Không đi khách sạn tại ngại. Không phải, cậu biết sáng cậu mới biết cái lý do là cậu sợ cậu xấu không có đồ make up buổi sáng. Cậu không muốn ai nhìn cậu xấu trong cái lúc buổi sáng hết. Thôi về nhà. Về nhà xong cái bắt đầu cái vụ con. Mà lúc đó con diễn dữ lắm, con diễn cái nét mặt rất là tội nghiệp để cho cậu thương hại. Đó, rồi xong cái thấy sao thấy tội nghiệp. Cái nó anh ở đây đợi em đi. Lên chợ anh dọn nhà cho anh á. Dọn chó, dọn đồ gì ôi tùm lum ở trên đó. Rồi xong rồi nó mắc con đợi nửa tiếng đồng hồ như này. Nó cũng gán đợi. Vì gái mà. Chắc chắn là mình có lời rồi đúng ngon không? Rồi, mình ngon rồi, không sao rồi, đợi xíu cũng không sao. Kể đi. Trời ơi, tới chuyện tới khúc nóng bỏng cái đầu cái nhường cho vợ kể. Không có ý định là sẽ quen cái anh này. Nói chung là mình cũng hồi hộp lo, chưa tìm hiểu chưa gì hết trơn. Mà đi như vậy rồi không biết có sao không, mà suy nghĩ cũng đắn đo. Mình tính lừa thôi, đi về nhà là để mình chuồn về cái khu vực, cái ổ của mình cho người ta đi về. Về tới chung cư rồi, cái bước xuống xe, cái anh hỏi thiệt á hả? Về thiệt á hả? Thì lúc đó tự nhiên mình nhìn cái mặt rất là tội nghiệp, diễn quá diễn luôn. Diễn quá diễn làm. Học 3 tháng mà. Làm. Mình không biết sao tự nhiên không biết sao thấy thương. Dạ xong rồi kêu vậy thôi đứng ngồi dưới này chờ em xíu. Rồi đó đêm đó là đêm định mệnh. Nửa đêm có ngồi có nằm có khóc. Mình lạ chỗ mình ngủ không được. Lạ chỗ ngủ không được, cái đầu lấy chân lấy đồ đá vô giường cớp vậy đó. Cái cổ tưởng là ăn quá xong rồi hiểu không, là dạng như là chuẩn bị nè. Qua ngày hôm sau là chuẩn bị là xong rồi đó, là nằm tự nhiên khóc. Hỏi làm gì khóc? Nó sợ bỏ. Nó trời ơi có đâu mà kia nọ gì đó, an ủi cổ đi cho cô dịu xuống một cái. Lúc đó là lo lắm, lo rồi sợ nữa. Rồi về sáng rồi không biết sao đây. Rồi cái cuối cùng cái mình nghĩ là thôi coi như đây là một cái hạnh phúc mà mình lựa chọn.
mình hãy tin vào điều đó đi và coi như là đánh cược, tin tưởng đi, hạnh phúc là có thì. Hay quá. Rồi cuối cùng là hai đứa chấp nhận là quen nhau. Và sau đó mấy ngày sau thì rất là 12 giờ đêm rồi là đi hát với cậu Kim Tiểu Long về xong rồi là mua bịch hủ tiếu xách toàn ten từ ở bên quận 9 chạy qua tới bên bên con cho con ăn. Đó, rồi ngày lúc nào đó còn rất là hạnh phúc. Bởi dạ, vì con thấy rằng là mình lựa chọn đúng. Dạ. Chung là hai tình yêu hai này vô đúng chủ đề chương trình luôn. Dạ. Ừ, đúng chủ đề của lớp luôn đó. Đó. Tình yêu là lựa chọn. Chuyện xảy ra cách đây mấy năm rồi con? Dạ khoảng mới năm 2020 rồi cô. 2 năm sau một thời gian về ở chung với nhau. Đó, là thành chồng thành vợ với nhau. Vậy gì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Làm gì có. Dạ, đứa nào vui trước đi. Con nói trước đi. Một người hoàn hảo đối với con rồi. Cô hiểu rồi. Dạ. Ý là giờ con muốn chồng con y chang vậy đó, đừng dạ. không cần phải thay đổi cái gì hết dạ. đúng không? Nói luôn đi. Ở bây giờ trước hết là kể về tật xấu của cô đi. Có cái tật xấu nó ngộ nghĩnh lắm. Ngủ gác tới cổ họng con vậy đó. Mà phải gác mới được. Mà không có con thì ngủ không được. Không gác một chỗ nào khác, chỉ có gác cổ họng gác thôi. Lên tới cái cổ, có nghĩa là gác tới mức độ đó. Ê, vậy có khi nào bả ghiền cái mùi chân đúng không? Tại vì muốn gác như vậy á thì là cái đầu phải nằm ở dưới chân. Có đó. Nghĩa là nằm lúc ở trên ngang rồi gác ngang. Tại vì là sao? Nói thật ra là có chồng nằm kế bên cạnh nó rất là thoải mái, giống như là sau một ngày gì đó thì nói chung là gác được lên người chồng một cái là tự nhiên bao nhiêu là cái gì đó nó đi đâu hết trơn rồi. Nên thật sự con rất là thích cái cảm giác đó nên là không thể thiếu được. Con nằm mơ luôn. Tính nào ai bóp cổ còn không mà giật mình thức dậy thấy cái giò để này nè. Vậy con có mong muốn vợ thay đổi gì không? Thì con chỉ mong là vợ con là bớt bướng lại, nóng tính quá. Đó thì đó cũng có hai cái cần phải thay đổi đó con. Muốn làm gì là làm, thách là làm. Con có hay nói lời yêu thương với vợ không? Con thì con cũng ít nói lắm. Nè con có muốn nói gì với vợ con không? Đó. Thôi thì chồng cũng cảm ơn vợ mấy thời gian qua chăm sóc gia đình nè, chăm sóc cậu, chăm sóc mọi người. Đó. Thương quá. Thì con cũng có đôi lời muốn nói với chồng là cho dù hiện tại hay là tương lai cái gia đình nhỏ của mình có nghèo khổ hay là sau này sẽ có giàu có, thì hy vọng rằng là trên cái bước đường, cái con đường chồng đi sẽ luôn có bóng dáng mẹ con của vợ. Và mẹ con vợ lúc nào cũng sẽ ủng hộ chồng dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Thùng một cái nữa đi. Trời ơi, cái cặp này là nó quá hợp với lại cái chủ đề của chương trình mình. Lớp có lựa chọn là hạnh phúc. Cái bữa đó lần thứ nhì á, mà nếu mà tụi con lựa là đi qua cầu để đi về, đứa nào về nhà đứa nấy là coi như xong là rồi. Xong rồi. Đúng rồi. Đúng không? Ở trong nhà ấm cúng hơn ha. Chứ ở khách sạn nhiều khi cũng xong rồi tự nhiên thấy mình cũng sao sao á, lạc lõng. Nhưng mà ở nhà tự nhiên thấy nó khác đi. Nói chung là hai đứa đã tìm được đúng người. Đây là hạnh phúc. Mà hạnh phúc này là do các con đều lựa chọn. Dạ đúng rồi. Và xin cảm ơn hai con đã đến với chương trình. Cảm ơn hai đứa. Cảm ơn cô. Vợ cũng hiểu mình nói. Anh cũng muốn giống em lắm nhưng mà anh nói tiếng Anh của mình chưa được ha. Level của anh ở số 1 thôi mà các em tới số 100 rồi. Anh sau, khổ sau quá. Sau chương trình này cho em tặng nhân Quốc Thuận một khóa cãi nhau bằng tiếng Anh. Ôi trời ơi, được, ok. Anh đồng ý liền. Cho mình bớt giận. Rồi, nhưng mà nó nghe nè, sau cái bữa mà đi uống cà phê nói rất nhiều như vậy thì rồi sau đó là bắt đầu là tiếp cận với nhau rất nhiều và các bạn lại có điều kiện trong những buổi workshop và nói bằng tiếng Anh đúng không? Thì bao lâu thì bắt đầu mới có một cái sự tỏ tình và có nụ hôn đầu tiên? Thì nhiều khi ảnh mời em nhiều quá mà trong lòng em lúc đó là mới năm 2 còn rất là máu học, tại vì học sinh giỏi mà rất là muốn học rồi đi làm nữa đâu có thời gian đâu, nhiều khi nói trời ơi sao mời hoài kiểu trong lòng như thế. Nhưng mà có một hôm thì đi mời em ở Sài Gòn em mới đi được, sau đó thì em đi ảnh hẹn em ra cầu Ánh Sao đi dạo ở quận 7 cũng lãng mạn lắm. Thì tự nhiên nói với em Nhi ơi anh thích nắm tay lắm đó, mà em mới nói trong lòng chứ nắm thì nắm đi còn nói câu Nhi ơi anh thích nắm tay lắm đó, không để giờ em từ chối nên là em kể cứ cho nắm luôn. Có nói là không? Nắm đi không? Không em cứ im thì muốn làm gì thì làm, em nói vậy đó. Thì anh nắm tay em xong sau đó thì đi dạo một vòng rồi cuối tuần
ảnh chở em về Biên Hòa, tại vì hai người cùng học và làm việc tại Sài Gòn. Cuối tuần thứ bảy chủ nhật cả hai đều hướng về gia đình, cho nên là sắp xếp mọi công việc để có thể về Biên Hòa. Ảnh thấy em đi xe máy, con gái đi xe máy hoặc là xe buýt nguy hiểm quá mà xa nữa, cái quận 7 đi về Biên Hòa rất là xa, thì ảnh có ngỏ lời là ảnh đợi chở em về. Chở bằng xe máy sao? Dạ chưa, xe máy lúc đó là xe máy, lúc đó là ảnh, em không biết ảnh là ai, em chỉ biết ảnh là làm dân ngân hàng thôi. Lúc đó là ảnh vừa đi làm ngân hàng vừa khởi nghiệp nên là công việc cũng rất là bận. Xong sau đó thì chở em về thì đứng ở trước nhà mà mẹ em thấy ủa, kêu bạn vô đi chứ, đàn ông con trai chở phụ nữ về không có được đứng trước cổng như vậy, phải đi vô sân chứ để người ta dòm kiểu như thế. Thì có vô xong sau đó xin mẹ em cho em đi có phim buổi chiều, thì vô rạp phim là nụ hôn đầu tiên. À, nụ hôn đầu tiên là trong rạp phim. Vô trong rạp phim có anh thích hôn lắm đó. Có nói không? Lúc đó thì chưa, không có nói. Chỉ có quay qua coi phim ma nữa. Nắm tâm lý dữ lắm, coi phim ma để con gái sợ. Nhưng mà thật ra em đâu có sợ đâu, em như em cũng giả bộ sợ. Để em núp vô, thế là ảnh hôn luôn. mấy người kinh doanh mà người ta cũng nhanh lắm, cơ hội tới là bắt chụp liền chứ không có để lọt lưới gì hết trơn. Đúng không? Dạ. Như vậy là chính thức quen nhau sau bao nhiêu lâu thì tụi em chính thức ta? Thật sự là khoảng 9 tháng đầu tiên. 9 tháng. Dạ. Thì sự em có một cái góc nhìn lúc em quen Nhi á, thì em biết bạn này chỉ đang là sinh viên, bạn sẽ có ưu tiên việc học và bạn cũng đang năm 2 thôi. Nhưng mà lúc đó em đã vào độ chững là 29 tuổi rồi. Và em nhìn lại từ lúc em 24 tuổi là em có một mối tình đầu tiên là 5 năm á, thì em gần như tất cả những bạn gái trước đó em không hiểu lý do vì sao, có thể rất vui, rất nồng nhiệt, mọi thứ tuyệt vời. Nhưng cứ sau khoảng 6 tháng 1 năm nó lại có một cái điểm dừng nào đó, tự nhiên hai người phát hiện ra. Thì khi mà em sau 9 tháng em nói chuyện với cô bé này á, thì em nhận ra một cái điều là không hiểu cái cảm giác yêu của em không còn nồng nhiệt như xưa nữa. Nhưng em cứ về em gặp cô bé này em nói chuyện thì em có một cái chữ là em thấy em yên lắm. Em yên bình á. Bình yên đó. Bình yên vô cùng, lúc mình 29 tuổi mình không còn muốn ra, không phải một cái quan hệ gì nữa. Mình tìm một cái gì đó bình yên và mình thấy là cô bé này cho mình một cảm giác yên, cho nên bây giờ con trai của em tên là Đinh Đức Yên. Và cô bé này có một điều là thích nấu ăn, thích chăm sóc gia đình, hướng nội và rất có những cái điều mà buổi sáng sớm khi em đi làm á, thì bạn này rất là nhạy cảm, viết cho em một cái viết thư viết tay, anh đi làm vui nhé. Tự nhiên nó khiến cho em một ngày nó xúc động vô cùng, mà trước giờ những cô gái trước đó họ không có điều đó. Còn ngay cả bây giờ khi mỗi lần em đi công tác, em đi sân bay cũng vậy, vợ em làm cho em một cái hộp đồ thức ăn, ăn đi công tác bằng em nhé. Thì cái những cái điều rất nhỏ nhỏ đó nó khiến cho cái một người đàn ông kinh doanh á, em thấy cái sự bình yên vô cùng luôn. Thì sau 9 tháng thì em nghĩ là lúc đấy mình cũng chớm gần 30 tuổi rồi, thì mình mong muốn gì cho cái quan hệ này, thì lúc đó em thực sự nghiêm túc. Em rất nghiêm túc luôn. Em hiểu. Và em không biết bạn này nghiêm túc với em không, thì em vì bạn trẻ quá, hơn nhau 9 tuổi, góc nhìn nó khác lắm. Tại em 29 tuổi em ra đời em làm ăn, em hiểu hết cuộc sống. Nhưng em không chắc bạn này sau ra trường bạn có muốn lập gia đình hay không, hay bạn sẽ trả lời với em là anh Quyền ơi, em chưa có sự nghiệp mà. Mà chẳng lẽ bây giờ em đợi đến bạn 28, 30 tuổi bạn mới hôn thì em lại già mất tiêu rồi. Trên đôi khi một số giai đoạn đó em cũng 2 năm đầu tiên em không dám là phải nói với Nhi là anh rất muốn là sau khi em ra trường mình kết hôn đi. Tại lúc đó anh cũng 32, 33 tuổi là rồi. 2 năm đó. Thì rất nhiều những yếu tố đó sau 9 tháng, sau 10 tháng, sau 2 năm thì em mới thấy là bắt đầu cô bé này cũng rất là chân thành. Và cô bé này cũng rất mong muốn được xây dựng gia đình. Chứ bạn không ưu tiên làm kinh doanh như em. Nếu mà bạn ưu tiên kinh doanh như em thì chắc có thể là sau 4-5 năm quen nhau phải đợi thêm 4-5 năm nữa thì nó rất là tương như đối. Vậy là tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ tụi em quen nhau hơn 4 năm rồi cưới. Dạ. Như vậy là trong 4 năm nó chắc chắn là bình yên và không có sự cãi vã gì đâu. Dễ gì? Dạ, em xem không phải tại vì bạn này nói rằng là cô ấy luôn luôn tạo cho tôi một cảm giác bình yên. Khó lắm, bình yên gì, hợ chinh nhau 9 tuổi, quan niệm về lý tưởng, về cuộc sống. Dạ, thật ra là 2 năm đầu tiên mà khi em vẫn còn học đại học á, thì nó dường như là một màu hồng mà có thể là nói là màu đỏ luôn á, nó rực rỡ, nó đẹp vô tươi, cùng. Hồng tươi, tươi mà không có một xíu xám nào hết, cả hai người cũng thế. Thì cho đến khi mà em tốt nghiệp đại học, em đi làm, em có nhiều cái mối quan hệ hơn, nhiều cái vấn đề phải suy nghĩ hơn. Và anh này thì đã có nơm nớm gì đó đề cập đến vấn đề kết hôn. Thì giống như anh nói là
tốt nghiệp xong thì em có nhiều cái suy nghĩ rộng mở hơn. Lúc đó em có mong muốn là học thạc sĩ nữa. Thì em cũng đi làm khoảng 2 năm thì ảnh nói là đủ nồng đủ mùi đủ chín mùi để mình kết hôn rồi. Thì lúc đó em về nhà em cũng đắn đo dữ lắm, cũng suy nghĩ, tại vì hai năm từ năm thứ ba và năm thứ tư tụi em cãi nhau rất nhiều. Nó bắt đầu xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn. Về vấn đề gì? Dạ, nó đủ loại trong cuộc sống hết, cái này chắc để chồng chia sẻ. Thật sự là em không, mình kể về cái vấn đề mà trầm trọng á. Dạ, tức những cái nguyên nhân trầm trọng. Thực sự là lúc em nhi á là em vẫn là dân ngân hàng. Và lương của em rất tốt. Cuộc sống em rất dễ chịu, cho nên 2 năm đầu tiên là ăn uống mọi thứ là rất thoải mái. Em chẳng nghĩ về tiền hết. Tuy nhiên cuộc đời cá nhân của em, tự nhiên em có một cái biến chuyển là em đi gọi vốn thành công và nhà đầu tư họ cho em 5 tỷ. Thì anh chị biết là từ vai trò một người làm thuê đó, em gắn trách nhiệm của một ông CEO. Tự nhiên doanh nghiệp của em nó lớn nhanh quá, nó phình to quá. Về cái doanh nghiệp bây giờ của em. Dạ, về đúng tiếng rồi. Anh đó phải không? Dạ đúng rồi. Tự nhiên là em bỏ công việc ngân hàng, lương lúc đấy cũng vài ngàn rồi. Mình qua, mình nhận một cái số tiền 5 tỷ và một cái áp lực của nhà đầu tư là khi nào hoàn vốn cho tôi, khi nào mở rộng thị phần, khi nào cạnh tranh. Và đỉnh điểm nhất đó là 2020. Khi lúc đó em đang xây dựng một mô hình kinh doanh, đó là ở thị trường Biên Hòa, Hồ Chí Minh và Đà Lạt là 16 chi nhánh. Mọi thứ đang rất tốt thì tự nhiên tháng 2, 2020 Covid nó xảy ra. Tự nhiên Covid nó xảy ra và tất cả chúng ta đều không biết Covid là gì. Và em cũng không biết Covid là gì, thì em nghĩ nó chỉ là một cái gì đó cảm cúm thôi. Chắc 1-2 tuần trong nhà nước lại ok, lại kinh doanh bình thường. Thì lúc đó em đang vừa đầu tư một cái homestay rất đẹp ở Đà Lạt. Với chiến lược của em nó đơn giản là nếu anh Thuận đi học tiếng Anh của em thì bất cứ lúc nào anh Thuận lên Đà Lạt chơi, em thu anh Thuận 100.000 tiền phòng thôi. Thì đó là một chiến lược rất hay, dẫn đến học viên của em họ rất là thích. Thì trong giai đoạn đó, từ tháng 2 đến tháng 5 em vẫn giữ 3 thành phố đó, 16 chi nhánh. Và mỗi một tháng các anh chị tưởng tượng là em lỗ khoảng 300 triệu một tháng. Mỗi tháng em lỗ 300 triệu. Quá khủng khiếp. Mà gồng trong bao lâu? Và em gồng liên tục á. Có nghĩa và giai đoạn đỉnh điểm năm đầu tiên á là cứ một tháng em lỗ 300 triệu và 10 tháng là 3 tỷ rồi. Và cứ vài ngày em lại nhận một cái đơn xin nghỉ việc của bạn nhân viên nào đó. Bởi vì lúc đó em giảm lương các bạn. Ngồi trong nhà hết mà. Và mỗi một ngày cái học viên họ than phiền là bây giờ đóng cửa, có dạy online không? Có đảm bảo chất lượng không? Và cứ mỗi ngày cái cầm len nó đến với cá nhân em nó khủng khiếp. Thì các em không biết tại sao lúc đó em đổi tính. Cứ Nhi nói cái gì ra là em gay gắt. Cứ ngày nào mọi người tưởng tượng là cứ ngày nào em cãi nhau. Vì đủ thứ loại trên đời hết. Bởi vì lúc đó cái cảm xúc của em không kiểm soát được. Đúng. Bởi vì áp lực về tiền em nó lớn quá. Và em không giống như các cặp vợ chồng khác. Cái giai đoạn bọn em yêu nhau là giai đoạn bọn em khó khăn nhất. Em nghĩ là chắc sắp gãy rồi. Tại có thời điểm mà em nặng lời đến bạn này luôn. Bây giờ cô muốn làm sao? Cô có biết tôi đang làm ăn không? Cô biết tôi stress như thế nào không? Cô biết tôi một tháng tôi lỗ bao nhiêu tiền không? Cô phải thông cảm cho tôi đó. Bây giờ cô cứ sống như thế này sao tôi sống? Mà mọi người biết là lúc mà yêu nhau mà dùng từ cô tôi là cũng nặng rồi. Thì cái giai đoạn đó là gần như là có giai đoạn là cứ 2 ngày cãi nhau lần. Và em bị vô cảm giác tiêu cực là bây giờ không muốn yêu nữa. Mệt quá. Tại vì vừa áp lực công việc mà. Áp lực việc dừng lại nó không phải là chấm dứt đâu. Nó dừng lại để cho hai đứa có thời gian nghỉ, dành cho nhau một cái khoảng không gian. Thì và với lại mẹ em với mẹ Nhi rất là tôn trọng. Cái việc hai đứa chia tay đó là chuyện của các con. Bố mẹ rất ủng hộ mối quan hệ này. Gia đình em may mắn là em với Nhi rất được ủng hộ từ phía gia đình. Rất tạo điều kiện. Nhưng mà khi cái tần suất cãi nhau nhiều quá rồi, là phụ huynh chắc là phải có một cái điểm khoảng lặng. Và chính cho hai đứa trẻ này được lựa chọn, chứ không gây áp lực cho bé nó nữa. Thì mẹ em chỉ nói là đàn ông á, thì con sẽ gánh vác trên gia đình mình đó, câu chuyện tài chính, kinh tế là chắc chắn rồi. Thì bây giờ con coi lại cái thời gian 3 năm vừa qua con với Nhi cố gắng như thế nào cho mối quan hệ này. Thì khi em chững lại nha, em trầm lại, em suy nghĩ lại thì em mới nghĩ là một cái câu nó rất là đúng á. Khi mà chúng ta muốn từ bỏ, hãy nhớ lại lý do chúng ta bắt đầu. Thì em nhớ lại lý do vì sao em quen Nhi. Bởi vì cái an yên mà bạn này mang lại cho em. Và thực sự nó không phải lỗi của bạn này, bởi vì cái cuộc sống này tự nhiên nó thay đổi bản thân mình. Và mình không đủ bản lĩnh để cân bằng, chứ không phải do lỗi của bạn này. Thì tự khi em nhận ra cái điều đó thì em điều chỉnh em lại. Tự nhiên em nói với Nhi là thôi em đừng làm với anh nữa. Em đừng gặp anh nữa. Nếu mình có gặp nhau thì buổi tối mình nói những câu chuyện vui thôi. Em cũng đừng hỏi kinh doanh của anh ra như thế nào nữa. Tại vì có thể những cái lâu hỏi kinh doanh của em nó có khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi.
anh muốn là mình nói cái gì về định hướng, mình nói cái gì về xây dựng gia đình. Thì những cái lời chân thành đó bắt đầu Nhi cũng điều chỉnh luôn. Nhi cũng không tham gia vào doanh nghiệp của em nữa. Là hai bạn tự biết điều chỉnh. Dạ đúng rồi. Đến gọi là cuối kỳ của năm thứ tư á, là hai bạn đã tự điều chỉnh được. Để rồi không có mất nhau. Dạ. Đúng không? Dạ. Cho nên là các bạn là thực sự là đã tự chọn lựa. Đúng không? Chọn yêu thương để rồi các bạn được hạnh phúc. Đúng không? Đúng không? Lúc mà quen nhau cho tới thời điểm này là hơn 6 năm, gần 7 năm thì hai đứa em vẫn giữ được một cái cam kết với nhau là dù có cãi nhau như thế nào thì buổi tối cũng phải tự mà làm lành với nhau trước khi đi ngủ. Tại vì không có muốn đem cái gì buồn bực tiêu cực đi lên trên cái giường. Thì hôm đó mẹ nói như vậy rồi mẹ chồng nói là chia tay đi. Rồi tối hai vợ chồng ngủ chung thì cũng mỗi người một niệm, chung phòng mỗi người một niệm. Sáng mai lại ảnh lại dẫn em đi ăn sáng. Mẹ chồng nói hai đứa bay đóng phim Hàn Quốc hả? Đó, cứ đóng phim Hàn Quốc, nay đóng khóc lóc, mai lại cười, cứ suốt như vậy cho tới khi kết hôn. Đó, dạ. Là cái lần đó là cái lần chia tay chớm đó đúng không? Chớm và cũng nhờ cái cú xỉu đó. Nhờ cái cú xỉu đó mà hai vợ chồng dạ, lại có thể là có sự xỉu đó cho nên không ai nói gì ai nữa, đúng chăm chứ? Sóc cho em thôi. Và em thấy là may mắn nhất đó là khi có sự chứng kiến của hai gia đình luôn. Đó. Chứ không phải là do hai đứa em là trẻ con hai em cãi nhau nữa mà đây là mình cãi nhau và bố mẹ mình nhận ra cái điều là bây giờ hai đứa tự điều chỉnh đi. Không ai giúp được hai đứa đâu. Nhưng mà như vậy là vợ em nó quá giỏi tại vì cô bé này còn nhỏ tuổi. Dạ. 24 mà luôn. Mà đã tự lúc đó thì có 22 23 à. Mà tự điều chỉnh được cái cảm xúc và cái cách để mà có thể điều tiết được mối quan hệ là quá hay luôn. Nếu như vậy thì mỗi cô bé cũng sau đó phải uống sữa thủy phân toàn phần, nó xung sữa đặc trị cho bé rất là đắng, rất là hôi, không uống được, bé không chịu uống, phải đút từng muỗng, cũng không uống luôn. Mỗi lần cho con uống mà nước mắt em cứ rớt, em lại vô khủng hoảng lần hai. Rồi rồi. Xong sau đó em đi tìm sữa khác cho con, nhờ bạn ở bên Pháp, nhờ bạn ở bên Úc tìm sữa cũng có những cái bệnh như giống con mình thì có gửi về cho em một cái hộp sữa gấp trong ấy, trong tức tốc khoảng một tuần là về đến sữa đến nơi. Thì cho con uống thì chỉ cần uống hai lần thôi. Con đi bình thường lại. Ồ, trời mừng quá. Trời, cái hiệu đó là hiệu gì cơ? Dạ là Novalac của Úc. Của Pháp. Novalac. Dạ, sữa mình đạm nói, gạo. Biết sao mình nói để cho ví dụ những bà mẹ có những đứa con giống vậy để họ biết. Có, Novalac. Em có một người thân đây này đó, Novalac đạm gạo. Dạ, đúng của Pháp. Của Pháp, Novalac đạm gạo của Pháp nha mọi người. Em đã từng có người thân mà em bé đã từng bị như vậy. Mà coi như là vì dị ứng đạm bò. Và cũng phải lây hoay nha. Bây giờ bé 11 tháng cũng chưa có ăn được cái gì từ phô mai, từ sữa bò, từ thịt bò lại ngứa, chỉ ăn được những cái không làm từ cái sữa bò đó. Bây giờ phải khổ đi em nhiều. Từ gạo nè, từ đậu nành nè, từ khoảng 3 tuổi thì bé sẽ hết nhưng mà em cũng hơi kệ. Em cũng không có giờ. Không có sao chứ bây giờ rất là nhiều cái loại thực phẩm hữu cơ tự nhiên đó. Nhưng mà lúc đó em có biết vợ mình bị trầm cảm sau sinh không? Em biết mà đúng không? Thực sự nó có một cái điều là em may mắn là em là con út trong một gia đình, em có ba người anh chị nữa. Thì ba anh chị đó là mình quan sát cái cuộc sống hôn nhân của họ. Và trước khi em lập gia đình á, thì mẹ có nói một cái câu như thế này. Mà em nghĩ là khi em nghiệm lại đúng rồi. Tại thực sự là em lớn tuổi hơn Nhi thì cái trải nghiệm của em và cuộc sống nó sâu sắc hơn xíu. Mẹ em chỉ nói là nếu mà hôn nhân á, thì không có gì quan trọng bằng sự hy sinh và tha thứ. Chứ không phải tình yêu đâu. Lúc nào con nghĩ con hy sinh được á, thì con cứ hy sinh. Thì em khác người đàn ông khác là lúc mà Nhi sinh á thì em chọn, em nói với bác sĩ á là cho em vô em đỡ sinh với vợ, là trong phòng sinh là có bác sĩ, có dưỡng sinh và có em. Nghĩa là mình quan sát vợ mình đau từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối tại vì vợ may mắn sinh thường, và mình nhìn cái cảnh đầu tiên là đứa con nó được sinh ra như thế nào. Thì những cái điều đó trong mỗi ngày vợ dẫn con đi bệnh viện, bất cứ lúc nào mà em đang đi làm, em đang kinh doanh nhá, mà vợ chỉ nói là anh ơi bé đi ngoài nữa rồi, anh về đi bệnh viện là em bỏ hết việc, em không quan tâm kinh doanh nữa. Và thật sự em cũng mong muốn là khi em lập gia đình á thì em nghĩ là phải hy sinh, dẫn đến là em luôn có một cái tâm niệm là trong một buổi khuya đó vợ em có thể thức giấc 2 lần thì em phải thức giấc 1 lần. Và em làm điều đó liên tục trong vòng 6 tháng. Và bây giờ này cứ tầm 4:30 sáng Yên thì em nó dậy rồi, tại vì nó đi ngủ lúc 7:30. Thì 5 giờ sáng nó dậy mà lúc đấy vợ mệt rồi, tại vì vợ phải cho bé uống sữa khuya, thì tầm 5 giờ em lại chăm. Thì đối với em á là em biết vợ em bị stress mà, cho nên em luôn nói với em là
có bạn có la mình cái gì thì mình cũng im cái miệng mình lại. Mình phải tự tâm niệm như vậy, tại vì nếu lúc đó, tại vì thật sự nếu mà anh Thuận với chị Vân biết, ở ngoài thị trường em là diễn giả, em là doanh nhân mà em nói hoài đó, nói hoài được. Dạ, có nghĩa là em có khoảng 100 bạn nhân viên cấp dưới mà em hét ra lửa, nhưng mình không được mang cái điều đó về nhà. Đúng. Mình không được lấy cái quyền mình làm chủ hay là mình làm tài chính mình phản đối vợ mình. Cái thứ hai nữa là có một điều em thấy là em vui và em lựa chọn đúng, có nghĩa là mẹ chồng em nói á, mẹ vợ lúc mà cưới á, thì mẹ vợ nói với em là thôi mẹ xin con về ở với mẹ, nghĩa là em đang ở bên nhà Nhi. Tại vì em biết là khi mà vợ em về nhà ngoại đó thì chắc chắn vợ em sẽ vui và em sẽ hy sinh được điều đó. Tại vì phụ nữ mà lúc sanh á, lúc nào mà có mẹ của mình ở bên cạnh á, mẹ ruột á, sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Có những cái điều mà mình không thể chia sẻ với ai khác ngoài mẹ. Dạ. Thì khi bất cứ lúc nào mà em với Nhi căng thẳng quá đó, thì may mắn em lên, em nói là mẹ ơi, cho con đi ra ngoài đi, mẹ lên giúp con đi. Bây giờ con, chứ bây giờ mà con lên nữa là bẻ. Rồi rất may mắn là mẹ hiểu, mẹ nói là thôi rồi mày đi ra ngoài đi. Tính Nhi tao biết, mày cứ từ từ đi nữa im mà, mày cứ nhỏ nhẹ im. Thì tại sao chứ em biết chắc chắn nếu mà Nhi ở bên nhà nội, nhà vợ mẹ em á, thì khoảng cách mẹ chồng nàng dâu là có. Đôi khi mợ Nhi sẽ không chia sẻ được. Đúng rồi. Cho nên cái việc mà em chấp nhận là em ở bên ngoại là giúp cho cái việc lúc nào mẹ con mà thủ thỉ với nhau, đi chơi với nhau, chăm bé với nhau. Chị... nên là cảm xúc của Nhi mỗi ngày nó tích cực lên, tích cực lên, tích cực lên. May mắn, quá, là, dạ. May mắn là ủa, ông chồng quá tâm lý. Lúc mà Nhi bị cái trầm cảm sau sinh là Nhi ở với mẹ ruột á. Con xí ngầu nhà chị biết nó nói không? Mẹ mà không sang cái lúc con đi sanh á là con không đẻ, nói trước cho mẹ biết. Áp lực chị vậy luôn á. Là sống chết gì bỏ hết mọi thứ là phải qua để chứng kiến nó lúc nó đẻ. Rồi thôi vui vẻ quá rồi, bây giờ tới cuộc sống hôn nhân đi. Cái phần mà gọi là chưa hài lòng về nhau đi. Hai vợ chồng chắc coi chương trình thì nhiều rồi đúng không? Thấy là tới cái phần hấp dẫn rồi đúng không? Đến cái phần nào mà mình cần phải gọi là tiếp tục để mà mình gọi là chỉnh chu lại để cho hai người hoàn thiện nhất có thể mà trong trước mắt giờ nhau gọi là tật xấu đó. Đó. Thôi bây giờ Nhi nói trước đi. Nôn nao quá. Nôn dạ nao thật quá. Ra thì cũng không phải là tật xấu gì quá xấu. Có hai cái, suy nghĩ ra là có hai cái. Cái đầu tiên là về vớ, đôi vớ mình hay mang. Thật ra là không phải là ảnh ở dơ mà vớ hôi, không phải. Mà là mỗi lần ảnh hay đi ra ngoài, chỉ cần đi ra ngoài là ảnh sẽ phải mang giày. Anh giày đi làm, đi nói talk show hoặc là đi bất cứ ở đâu, ảnh cũng sẽ mang giày và phải mang vớ. Thì nhưng mà mỗi lần mà bước về nhà đưa vớ cho con, đưa vớ cho em giặt á, thì dường như em chỉ thấy hầu như 10 lần thì hết 8 lần chỉ còn một chiếc. Không chiếc phải thì cũng chiếc trái, không chiếc trái thì cũng chiếc phải. Mất hồi nào không biết Nguyễn. Luôn. Em mất ở chỗ nào? Không, em đi về nhà em mới mất, không biết vì sao là... Mà ở nhà ai lấy? Em cũng không biết. Ở nhà thì em là người giặt đồ, đem đồ đi giặt, đem đồ đi phơi. Có máy sấy thì đâu có phơi ở ngoài xào đâu mà người ta lấy hoặc nó bị bay. Mà cứ mỗi lần bỏ vô máy giặt xong rồi, tại vì bỏ đồ vô máy giặt em cũng không có kiểm. Chừng nào lấy ra phơi thì em mới kiểm thôi. Và bao giờ cũng mất chiếc. Bao giờ cũng vậy, chỉ hiếm lắm thì mới còn đủ hai chiếc, mà chắc hai chiếc trái với phải cũng khác màu nữa. Xong rồi em cứ nói ảnh hoài, em nói anh cũng không biết đâu. Thế xong rồi em mới nói vậy thôi. Bữa sau em đặt trên app á, hàng sale 150 đôi em về em để tủ. Một đôi y chang nhau. Dạ không, đúng không? 50 đôi cỡ trung, 50 đôi cỡ thấp, 50 đôi cỡ cao đó. Thì đó để mà mình có thể mất cái này. Là bây giờ có mất dần không? Dạ cũng vẫn mất như thôi. Không, cái đó là một cái vấn nạn chung của tất cả những cái cặp gia đình mà có ông chồng đi vớ nhiều em ơi. Cái đó nhà chị em cũng đi vớ nhiều nè. Không, mà sao không mất? Luôn luôn chị là cái người mà lúc đó chị sắp xếp đồ đạc mà tủ vớ là luôn luôn nó sẽ lòi ra khoảng một chục cái chiếc lẻ. Dạ. Mà mình không biết là cái kia nó ở đâu. Dạ tại vì hay là em chuột tha. Dạ tại vì em khó chịu đến cái mức là mỗi lần anh đi công tác đêm khuya khoảng 9-10 giờ thì ảnh mới đi tìm đôi vớ để soạn đồ quần áo, mà 9-10 giờ em có thể chạy đi mua vớ cho ảnh được đâu. Cho nên là em cứ mua về sẵn đó. Anh mất cũng không, vô chổng lấy đôi mới đi. Không, giải pháp rất là thông minh. Là chị phải bắt chước đôi. Một tức là 50 đôi y chang nhau. Em hiểu không? Để có mất cái này vẫn còn cái kia, không có vấn đề gì luôn. Đúng rồi. Sáng trắng đen. Đúng, đúng. Bây giờ vợ em bà cũng mua một lần mấy chồng. Đúng rồi. Mà em cũng không có mua giới xịn đâu, giới dưới 10.000 một đôi thôi, tại mang có 1 lần 2 lần. Đúng rồi. Bây giờ nhiều vớ nó rẻ tiền lắm em ơi. Tới nỗi bây giờ con Đức Yên của em mới có 11 tháng
cũng y chang cha. Cũng mất vớ luôn. Sáng em mang cho nó, xong trưa em gom đi giặt đồ, em thay vớ mới cũng còn có chiếc. Mẹ hỏi con quăng đi đâu rồi? Mà giờ biết trả lời đâu mà trả lời. Cũng bây giờ còn bé xíu mà cũng y chang ba lắm. Trời đất ơi, về nhà là mất vớ. Bây giờ cái đó thôi mình đừng xếp vào tật xấu mà là vấn nạn rồi. Dạ. Vấn nạn chung của cả xã hội rồi, hiểu không? Giờ rồi, tìm giờ cái khác đi, tìm cái khác mà cái chưa nữa. Tốt nữa đi. Ăn uống có là... dễ chịu không? À, vụ ăn uống nữa là thêm một cái nữa là thành ba nha. Giờ còn thứ hai. Cái thứ hai đó là rất khô khan. Khô khan, không phải lạnh lùng thì không hẳn là lạnh lùng, nhưng mà không có mềm yếu. Anh chỉ có mềm tin mỏng, là chứ dạ, không mềm yếu, đúng không? Dạ, anh chỉ có tin là 6 năm nay, gần 7 năm nay chưa bao giờ nói anh nhớ vợ hoặc là anh nhớ em hoặc là anh nhớ Nhung. Nhưng mà cũng chẳng nói yêu luôn, nhưng mà tối thì có nói là kiểu thương, có thương vợ, thương em. Vậy mà enjoy được những cái mà người ta đưa cho mình, những câu nhắn rồi những cái hộp cơm này cái nọ mà mình không có đáp lại. Nghĩa là cảm nhận nè, nhận mà cũng không có chờ. Dạ, có một lần lúc mà quen nhau, em phát hiện ra đó là ngày 8 tháng 3 có tặng cho em một cái lãng bông rất là bự. Em đang học trong trường á, thì có shipper giao tới, nhắn em ra lấy luôn. Nhưng mà về em điều tra, em nói ủa sao đồng nghiệp của ảnh cũng cúng bó một bó bông như thế. Thì ra em mới biết là do công ty tặng nhiều, xong rồi đem tặng lại vợ, tặng gái, dành còn dư một cái tặng cho em, đã tốn tiền dễ mua. Dễ sợ chưa? Quá dữ. Không, cũng một trong đôi chuyện em. Dạ. Chứ nhiều khi cái bó bông nó đẹp quá, đẹp mà tự nhiên mình đúng không? Dạ. Tự nhiên cái mình đem mình đi ra, mình bỏ cái đó để mình ra chợ mình mua cái mới. Cái đó nó gọi là sáo rỗng. Dạ. Đó lạc trôi đó. Bây giờ cái tật xấu, cần em kể xấu cô ấy. Thật sự đối với em, vợ em chỉ là đôi khi khác quan điểm thôi. Khác quan điểm cụ thể. Khác quan điểm nghĩa là em không thích, thật sự em không thích xe hơi, em không thích đồ. Nhưng vợ em là anh ơi mình mua này được không, mua nào được không? Em nói cái này em quyết định đi. Tại vì thực sự cái quỹ thời gian của em nó có giới hạn. Chỉ vì bây giờ đối với em là như chỉ cần ở nhà chăm con, lo lắng gia đình. Và em mong muốn á, là chỉ cần vợ em sau này sinh đứa thứ hai xong, mới bé 3-4 tuổi á, thì em rất cố gắng là vợ em được quay trở lại công việc để vợ em phát triển sự nghiệp. Còn 6 tháng vừa qua thực sự là em không tìm ra cái lỗ nào của vợ em hết. Tại vì cô tóm gọn lại là không có lỗi, không có tật xấu, đúng không? Có hay la con không? Này, đó, cái này cô ơi, chị Vân nói đúng. Rồi sao chị hay quá vậy? Hay thì, có nghĩa là đối với em á là 9 tháng nay em, tại vì có con là cái điều tuyệt vời nhất. Rồi bây giờ sao có la con không? Thì bạn này bạn hết ra la con. Mỗi lần la con là mình khó chịu đúng không? Em nói là, ủa em, bé nó chưa ăn thì từ từ nó ăn. Bé nó chưa ngủ thì từ từ nó sẽ ngủ, sao em cứ la bé là chi vậy? Ủa Nhi, mỗi lần em la con em la làm sao Nhi? Sao con chịu ngủ đi? Mà có hét không? Có hét không? Con muốn gì con nói cho mẹ biết. Mà nói bé vậy không phải la, nói như vậy là có những thời điểm mà 2 giờ sáng bé nó không ngủ. Em có nạt là bạn này bạn mệt rồi. Bạn này bạn mệt, bạn la lên. Ý không không? Em nói em 12 giờ sáng nó không ngủ để cho anh ngủ với em. Nhưng mà lúc đó em cáu nha, tại vì ngày mai em có cuộc họp quan trọng mà cũng 2 giờ sáng. Và lúc đó em cáu vợ em luôn. Bây giờ em có chăm nó được không? Em không chăm được, anh đưa xuống cho bà ngoại chăm. Thì lúc đó em gay gắt thật. Tại vì lúc đó mọi người biết là mới ngủ có 2 tiếng à. Bạn này cũng mệt, em cũng mệt, mà vì cảm xúc thôi. Cuối cùng cả ba cùng mệt. Mà cuối cùng không hiểu sao bạn này bạn được điều chỉnh. Bạn nói thôi bây giờ em đi ngủ, anh chăm. Thì lúc đó em nói ok em lên giường em ngủ đi. Anh dẫn nó qua phòng khác, anh vỗ cho. Thì tự nhiên 10 phút sau nó ngủ. Tại bạn này la ngủ luôn. Mẹ nó ngủ luôn. Rồi em cũng ngủ ngon luôn. Không, em ngủ luôn. Em ngủ ba cái tật là gì? La con. Dạ đúng rồi, chỉ bà có cái la con thôi. Thật ra bà la trong cái hoàn cảnh đó thì cũng thông cảm cho bà. Dạ. Có hai ba giờ khuya bà mệt nữa. Thực ra nhà em á là bé Nhi á là nó quá hay đó. Dạ. Tại vì biết sao không? Lấy chồng á là tức là yêu là từ lúc nhỏ, 19 tuổi. Chồng thì lại lớn hơn gần một thập kỷ, là cái quan điểm nó khác nhau dữ lắm luôn á, đúng không? Dạ. Rồi sau đó là phải có bầu, sanh con mà con lại gặp những cái bệnh hiếm gặp như vậy á, rồi lại bị trầm cảm sau sinh, bản thân mình cũng bị tai nạn về cái ruột á. Đúng không? Quá nhiều những cái mà Nhi phải trải qua. Nhi phải tự điều chỉnh, điều tiết bản thân mình. Thành ra là chị nghĩ là nãy giờ là em tâm sự là chị hiểu được là em sẽ phải làm như thế nào để mà em điều tiết được cái quỹ thời gian của em cho vợ và cho công việc rồi. Cho nên rằng là chị chỉ mong là về phía Nhi á, thêm một đứa nữa, thêm một đứa nữa là Nhi phải bắt đầu, Nhi phải tự kiểm thị từ bây giờ là mình sẽ phải gặp rất 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 nhiều những cái mà mình phải vượt qua rồi mình phải điều tiết nữa. Cho nên thôi thì á, mình khổ trước sướng sau. Tại vì cái hạnh phúc á
hoặc là cái phước nó đến với mình ở lứa tuổi nào cũng là phước và cũng là một cái hạnh phúc mà không thua gì lúc trẻ hay lúc già. Thành ra là bây giờ á, mình có hai đứa vốn liếng mình đầy đủ, đúng không? Mình còn sức, còn sắc để mà mình chăm con. Đến khi con nó được 2-3 tuổi rồi bắt đầu mình renew lại bản thân, mình renew lại sự nghiệp, các thứ này cái nọ. Cứ nhìn mọi thứ nó tích cực, đúng không? Và nếu có thể thì cố gắng trong thời điểm này mình gọi là nhường chồng cái quỹ thời gian một chút để chồng tạo dựng cái sự nghiệp cho nó vững hơn, chắc hơn. Đó thì cái đó là cái chia sẻ rất là thật lòng. Đó. Thì sự em là em cũng có một cái tâm niệm khi em đi làm á, cố gắng mỗi ngày từ 8 giờ sáng gõm ghém công việc, đúng 6 giờ tối là phải về nhà ăn tối với vợ và phải có 2 tiếng nói chuyện với con. Mà em cảm nhận là từ lúc bé Yên sinh ra đến thời điểm này 11 tháng là khi em với Nhi bước vào phòng cùng bé Yên á là bọn em luôn có tiếng cười. Dẫn đến bây giờ mọi người, nếu mọi người theo dõi Facebook của em á, là bé Yên nó có một đặc điểm là nó rất tươi. Nó cứ gặp ba mẹ là nó cười và nó rất sáng luôn. Thì em mới thấy là công nhận cái việc mình điều chỉnh bản thân mình mang tiếng cười trong gia đình á, thì cái thành quả là đứa con của mình nó sẽ có một cái phản ứng rất tích cực. Đúng rồi. Và nó hình thành tính cách của trẻ luôn. Cho nên em mới nói với Nhi là đã cãi nhau hay là gì đó vui lòng qua vòng phát, và phải xác định là mình cãi nhau vì cái gì. Đúng. Nếu mà anh sai thì thôi em nhỏ tiếng với anh xíu, còn nếu anh đôi khi anh lấy cái quyền làm chủ qua anh nói em nó nặng thế quá, em cũng bỏ qua cho anh. Thì bọn em được cái là bọn em trao đổi liên tục, bọn em cập nhật liên tục và bọn em luôn nghĩ về cái tương lai dành cho gia đình. Dẫn đến là những cái việc nhỏ nhỏ mỗi ngày phát sinh va chạm hai vợ chồng gần như bọn em đã vượt qua được rồi. Em phải nhớ là khoảng chừng chưa tới 10 năm nữa đâu ha. Là bà chủ tương lai ngồi kế bên em đó, không có thua gì em đâu. Trời ơi, hơn tôi rất nhiều. Em tưởng tượng đi, Yên mà nó lên tới lớp 12 đó là em bằng tuổi anh. Trong khi anh ở độ tuổi này con anh nó mới lớp 2 đó, thành ra lúc đó nó sẽ tuyệt vời lắm. Em sẽ dành được rất nhiều thời gian cho những chuyến du lịch nè, Cho sự nghiệp chứ, sự nghiệp nè, chắc chắn mà con của mình nó là đang ở độ tuổi coi như trưởng thành. Cảm ơn hai đứa rất nhiều đã đến tham gia chương trình Vợ chồng son. Em nãy giờ em vô đây em thấy cái câu slogan á, hạnh phúc là lựa chọn, em thích vô cùng luôn. Tại vì bạn kinh doanh cũng là bạn lựa chọn, bạn sống cho gia đình hay không bạn cũng là lựa chọn. Mọi thứ là lựa chọn hết. Báo cho em biết đó là thông điệp của lớp. Thông điệp của lớp cho nên là hai chồng sau đây đổi hiệu sữa tươi đi về uống sữa lớp. Hạnh phúc là lựa chọn. Rồi cảm ơn hai chồng. Cảm ơn hai đứa. Ok, cảm ơn Nguyễn. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn. Rồi chúc hai vợ chồng hạnh phúc nha. Dạ dạ. Ok. Chúc chúng ta. Chụp tấm. Cho anh.